Đầu tiên, xin cảm ơn các pha chế vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy bấm nút join bên dưới để tham gia gói hội viên và nhận các video độc quyền. Bầu trời, một khái niệm vừa đơn giản mà vừa trừu tượng, đã là nguồn cảm hứng cho biết bao đại thi hào trong lịch sử của nhân loại. Không những vậy, nó còn là nơi trí tưởng tượng của nhân loại được bay xa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đây là chỗ để chúng ta đặt câu hỏi rằng, ngoài chim ra thì các loài vật khác có cánh sẽ như thế nào, và nếu chúng có thật thì sao? Và từ đó, những câu chuyện về các quái thú bầu trời đã bắt đầu. Harry Potter là một tác phẩm không thể không nhớ. Nó đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng, trở thành biểu tượng của tuổi trẻ trong nhiều thế hệ và đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành. Trong hành trình khám phá thế giới ma thuật đó, cậu bé Harry Potter đã được gặp một con thú kỳ dị màu trắng. Nó là cái gì vậy? Tại sao lại trông như một con chim nhưng lại như một con ngựa mà lại to lớn như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, có lẽ ta cần lật lại lịch sử và bắt đầu tìm hiểu về sinh vật huyền bí có tên Griffin. Loài Griffin xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện kể cổ đại như các vùng Babylon, Syria, Ba Tư, nhưng nơi được phổ biến rộng rãi nhất là Hy Lạp. Vì sự lan truyền rộng rãi này mà hình dáng thật của loài sinh vật đó không thật sự rõ ràng. Chưa kể đến việc những câu chuyện về Griffin lại xuất hiện trước khi chữ viết được ra đời. Vậy nên, để có thể chỉ ra rõ ràng con Griffin trông như thế nào sao cho chuẩn xác nhất, ta sẽ chỉ có thể nói nó dựa vào loài sư tử kèm theo một số đặc điểm tùy vào vùng miền nó được tạo ra. Đầu tiên, rõ ràng nhất, nó có đầu, cánh, phần thân trước sẽ như con đại bàng. Tuy nhiên, phần thân sau của con thú này thì lại tùy vào sự phát triển của mỗi vùng. Ở một số nơi, thân sau của nó sẽ có đuôi và chi sau của sư tử. Tuy nhiên, một số vùng sẽ cho rằng phần thân sau của nó cũng có cánh. Sự kết hợp của hai giống loài này dù có thể coi là dị hợm nhưng lại khá dễ hiểu. Đây là hai con thú dũng mãnh nhất trên trời và trên mặt đất. Đại bàng là vua bầu trời, còn sư tử là chúa tể muôn loài. Vậy nên sự kết hợp của hai loài chắc chắn sẽ ra một con thú uy nghiêm và mạnh mẽ nhất trong tất cả. Trong cuốn On India của nhà sử học Hy Lạp cổ đại Theseus, ông có mô tả sự tồn tại của một sinh vật có hình dáng giống Griffin. Cuốn sách từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên này là những ghi chép dựa vào trải nghiệm của Theseus, và khi mô tả mỏ vàng lớn ở núi Ấn Độ, ông có nhắc tới sự tồn tại của một loài chim bốn chân to bằng chó sói với hai chi trước, sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn. Phần thân trước của nó là một chim ưng lông đen, ngực có lông đỏ và phần thân sau trông như con sư tử. Đây không phải là lần duy nhất Griffin tồn tại trong các tác phẩm đến từ Hy Lạp. Trong thần thoại vùng đất này, ta cũng có thể tìm thấy các Griffin bay khắp nơi, thường là thú cưỡi hoặc thú cưng của các vị thần. Đầu tiên là cỗ xe mặt trời của Apollo được kéo bởi những con Griffin, sau đó là thần thu hoạch kiêm pha chế rượu nho Dionysus cũng có bộ xe kéo của những con Griffin. Mô tả loài thú kỳ dị này, nhà soạn kịch lỗi lạc người Hy Lạp Archelaus đã nói rằng chúng là những con chó không sủa của thần Zeus. Ngoài ra, ta còn có nhà thơ Aratus cũng mô tả về con thú này bằng câu loài chim ưng bảo vệ các mỏ vàng, khi nói về những sinh vật sống trên ngọn núi Scythia phía đông bắc châu Âu. Trong những vần thơ này, ta được thấy những sinh vật mình sư tử đầu đại bàng chiến đấu chống lại các Arimaspian, những người một mắt đang muốn chiếm lấy kho báu nơi đây. Lúc này, thần bảo vệ vùng Scythia có kích thước như sư tử với chiếc mỏ cong giống như con đại bàng sẽ xuất hiện để bảo vệ của cải cho mình. Từ đó, dẫn đến sự ra đời của những câu chuyện về Nemesis, nữ thần trừng phạt, xem chúng như người bảo vệ để trừng trị những kẻ cả gan trộm kho báu. Nhưng những mô tả trên đây mới chỉ là tạo hình phổ biến, được nhiều người nhắc tới khi nghĩ về Griffin. Ngoài ra, chúng ta còn có Lamassu, một sinh vật thần thoại của người Assyria, có phần đầu người, thân mình có thể là của loài sư tử hoặc một con bò đực với đôi cánh của loài đại bàng to lớn, tương tự như loài Griffin. Về tập tính, có ghi chép cho rằng Griffin sống theo cặp hoặc bầy đàn. Chúng sẽ cùng nhau săn các động vật có vú lớn như ngựa và hươu, đôi khi là săn cả con người. Griffin sẽ đẻ trứng trong tổ trên mặt đất, và dù có cánh thì chúng cũng chủ yếu di chuyển bằng bốn chân. Trong truyền thuyết Trung Cổ châu Âu, người ta tin rằng Griffin chỉ giao phối với một bạn tình duy nhất trong suốt quãng đời của nó.
và nếu một con chết đi, con còn lại sẽ sống một mình trong suốt phần đời còn lại mà không đi bước nữa. Tuy nhiên, dù đây là một tập tính rất cao quý, nó lại là một điểm dễ gây tranh cãi vì chúng ta không có bằng chứng để khẳng định tập tính của loài sinh vật huyền bí này. Vậy nên, đặc tính này thường được chỉ ra là sự thao túng của giáo hội nhằm chống lại việc tái hôn trong xã hội đương thời. Tạo hình và đặc điểm của Griffin là như vậy, nhưng cụ thể thì chúng ra đời như thế nào và tại sao chúng lại tồn tại? Mặc dù có tạo hình dựa trên hai sinh vật hùng mạnh bậc nhất của trời và đất, Griffin lại không có một câu chuyện nguồn gốc cụ thể như các sinh vật huyền bí khác. Như loài rồng, tạo hình của Griffin được chu du khắp các vùng miền, được khắc lên nhiều kiến trúc và quân kỳ của các nước, nhưng mỗi nơi sẽ có một kiểu nguồn gốc khác nhau để nói về sinh vật này. Có vùng gọi con thú này là Griffon, có nơi là Griffon, nhưng hầu hết đều lấy tiền tố Griffin để nhắc về nó. Trong một số ghi chép của Hy Lạp cổ đại, cụ thể là khoảng 400 năm trước công nguyên, nhà sử học Herodotus đã viết câu chuyện về các Griffin bảo vệ vàng của chúng. Nhưng đó cũng chưa phải là khởi đầu trong nguồn gốc của Griffin. Khi tìm hiểu kỹ hơn, người ta tìm thấy trong các tác phẩm nghệ thuật của Ba Tư và cả Ai Cập cổ đại cách đây 6.000 năm đã có hình ảnh của Griffin. Đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên ở Ai Cập và vùng Elam, vào thiên niên kỷ thứ hai ở Syria, sinh vật này xuất hiện trên các con dấu, bùa hộ mệnh, đồ trang trí trong lăng mộ, đại diện cho khả năng bảo vệ vật thể hoặc chủ của nó. Cụ thể, trong thời kỳ đồ đồng, biểu tượng Griffin tại Ai Cập xuất hiện trong các lăng mộ hoàng gia có từ thời kỳ vương triều thứ 5 và đến vương triều thứ 18, Griffin trong vai trò là những binh lính bảo vệ quyền lực cho các pharaoh và trải dọc trên các bên của tượng nhân sư. Tuy vậy, Ai Cập hay Ba Tư vẫn chưa phải nơi nói về nguồn gốc của loài Griffin. Để nói tới điều đó, chúng ta cần trở về với Hy Lạp, cái nôi của những câu chuyện thần thoại ly kỳ. Trong văn hóa Hy Lạp, hình ảnh Griffin được gắn liền với kim loại quý như vàng, với tôn giáo, nghệ thuật, tiền tệ và quyền lực xã hội. Những câu chuyện dân gian của Hy Lạp ban đầu được truyền thể từ những câu chuyện tầm phào của người Scythia, một dân tộc du mục có nền văn hóa truyền miệng phong phú. Họ đã đi khắp các vùng miền lãnh thổ rộng lớn từ Đông Nam Âu, Trung Á và tất cả Mông Cổ và truyền tai nhau những câu chuyện của mình với anh em, hoặc cũng có thể là những người họ gặp trên đường, để rồi tới những người Hy Lạp. Cũng chính tại Scythia, họ cũng tìm thấy những quái vật đầu chim được miêu tả trong các tác phẩm nghệ thuật, những sinh vật được khắc lên vàng cùng với con ngựa, hươu và đại bàng. Thậm chí, chúng còn xuất hiện dưới dạng hình xăm trên các xác ướp của các chiến binh Scythia như để thể hiện sự tôn kính và tầm quan trọng của Griffin trong văn hóa của họ. Chưa hết, các sinh vật thần kỳ Griffin tại Scythia còn xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật của họ như bình hoa, tranh khảm, chén bát. Chim ưng là một vật trang trí phổ biến ở đây. Đồng thời, truyền thuyết về Griffin bắt đầu được lưu lại dưới dạng chữ viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 6 trước công nguyên trong văn học Hy Lạp. Cái tên Griffin trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cong hoặc móc, tạo cơ sở hình thành nên cách đọc trong tiếng Pháp và tiếng Ý. Từ Griffin cũng được liên kết với Kiriften, theo tiếng Ba Tư có nghĩa là nắm chặt hoặc nắm bắt, ám chỉ chiếc mỏ cong và bộ móng vuốt sắc nhọn của loài sinh vật này. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tác giả người Hy Lạp Alien đã đưa ra một tài liệu chi tiết khác về Griffin. Tương tự như mô tả trong cuốn India của Sitias rằng các sinh vật Griffin có lông màu đen và đỏ nhưng sẽ có thêm đôi cánh màu trắng. Chúng sẽ tấn công những người đến gần tổ trên núi của chúng, nhưng đó không phải là để giữ vàng mà là để bảo vệ con non. Chúng nổi tiếng là những bậc cha, bậc mẹ tận tâm hơn là những kẻ săn lùng kho báu. Griffin khá nổi tiếng vào thời Trung Cổ, thậm chí là khoảng thế kỷ thứ 11 kéo dài tới thế kỷ thứ 13 là thời điểm diễn ra các cuộc thập tự chinh. Chính hình tượng Griffin đã được in trên huy hiệu của châu Âu. Ngoài ra, còn xuất hiện trên các con dấu, khiên, áo giáp của các gia đình giàu có tại châu Âu và các nhà quý tộc trên khắp các quốc gia như Đức, Pháp, Anh và Na Uy. Thậm chí, Cơ Đốc giáo cũng đưa hình ảnh Griffin vào trong những thứ nghệ thuật của họ như qua các tác phẩm văn học. Cụ thể, cuốn Isidore of Seville Etymologies của thế kỷ thứ 6 đã vẽ loài Griffin là biểu tượng tượng trưng cho Chúa Kitô. Trong cuốn Thần Khúc của Dante, Griffin cũng đã xuất hiện trong nhân vật đầy cảm tình cho người đọc vì đã tránh được sự cám dỗ khi ăn trái cấm. Đồng thời, trong tác phẩm này, Griffin còn đóng vai trò kéo cỗ xe thần thánh tượng trưng cho giáo hội. Griffin trong Dante có phần giống Chúa Kitô bởi hình ảnh bay lên thiên đường. Theo đó, từ Hippo, một sinh vật lai ngựa sư tử đại bàng là con đẻ của ngựa cái và chim ưng, cũng là biểu tượng cho Chúa Kitô, được cho là sự kết hợp giữa thần thánh và tự nhiên. Không liên quan tới tôn giáo,
Nhưng câu chuyện về sự tồn tại của Griffin cũng kéo dài tới tận thế kỷ 14, khi một người Anh có tên là John Mandeville đã có chuyến du lịch từ các vương quốc Hồi giáo tới tận Ấn Độ và Trung Quốc rồi viết lại hành trình của mình. Trong đó, Mandeville viết về một quốc gia tên Bacaria nằm ở đâu đó vùng phía đông, khu vực đặc biệt có rất nhiều Griffin, nhiều hơn bất cứ nơi nào ông từng đi qua. Loài Griffin ở đây có thân hình to lớn hơn và khỏe hơn 8 con sư tử và 100 con đại bàng. Chúng có thể mang theo một con ngựa hoặc hai con bò cùng một lúc. Móng vuốt chúng to tới mức con người có thể tận dụng làm thành những chiếc cốc. Còn xương sườn và xương cánh của chúng có thể dùng làm cung tên. Trên đảo Crete ở Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những mô tả về chim đại bàng trong các bức họa Throne Room, một cách gọi mỹ miều thay cho từ đại sảnh khi ấy của cung điện Kronos vào thời kỳ đầu đồng, còn niên đại từ thế kỷ 15 trước công nguyên. Và mặc dù Griffin có vẻ giống như một sinh vật được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người, nhưng thực tế, sinh vật này có thể có một số sự thật trong đó. Một số giả thuyết cho rằng Griffin được các thương nhân đi dọc theo con đường tơ lụa từ sa mạc Gobi, Mông Cổ sang châu Âu tìm thấy. Cụ thể, chúng là các xương hóa thạch của loài khủng long có tên là Protoceratops với phần hộp sọ có mỏ giống chim, lộ ra trên nền sa mạc, từng sống trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Cụ thể, người Scythia sống ở Bắc Biển Đen đã săn lên cơ thể mình những hình ảnh về Griffin, nhưng chúng là những sinh vật không cánh. Thay vào đó, chúng có vành lớn phía sau gáy của loài khủng long nói trên. Pentaceratops là một sinh vật bốn chân, có đặc điểm là chúng sở hữu khuôn mặt của loài chim, hai cốt của nó được tìm thấy gần các quặng vàng. Bất cứ ai đào vàng ở khu vực này đều có thể tìm thấy xương của các con Pentaceratops. Từ đây, người xưa có thể đã tưởng tượng một sinh vật rất giống hoặc thậm chí chính là Griffin đời thực là kẻ đang đào và giữ vàng. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 17, một số học giả bắt đầu chứng minh luận điểm rằng Griffin chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Và vừa rồi là câu chuyện về loài Griffin, một trong những loài quái thú trên bầu trời trong thần thoại cổ xưa. Các bạn tại sao loài Griffin có thể có thật hay không? Và ngoài nó ra còn có những sinh vật nào khác mà các bạn quan tâm? Hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp bằng nút Thanks hoặc nút Join bên dưới để tham gia góp hội viên và nhận các video độc quyền. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.